Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh YouTube Định Sadek. Thì để tiếp nối cái chương trình làm về các cầu thủ gốc Việt trên khắp các nơi trên thế giới, thì bằng cái mối quan hệ của mình thì ở bên Pháp đã có kiều bào người thân giới thiệu cho mình về một cầu thủ gốc Việt mà như các bạn thấy trên hình đó, là anh là đăng luôn trên Instagram là có quốc kỳ Việt Nam đây. Đây là một cầu thủ gốc Việt và tên của anh là Geoffrey Dupan nha các bạn. Thì mình cũng nói luôn là anh là một cầu thủ thuộc một nhóm đảo của vùng Caribe. Đây là một tỉnh hải ngoại, một phần hợp thành của nước Pháp giống như các tỉnh hải ngoại khác. Đây là một đảo quốc Guadeloupe thôi nha các bạn. Đó, thì hiện tại cái quốc mình gọi quốc gia cũng được, mà mình gọi cái tỉnh hải ngoại này là chưa có gia nhập FIFA. Và hiện tại là anh đang chơi cho giải hạng 3 của Pháp. Mình cũng giới thiệu thông tin cơ bản của cầu thủ Dupan trước khi mà mình mời các bạn xem những cái clip tổng hợp về các bàn thắng của tiền đạo này ghi được cho câu lạc bộ của mình nhé các bạn. Thì anh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1992. Thì nay là anh đã 29-30 tuổi rồi. Nói chung vẫn còn thi đấu được đỉnh cao được thêm vài năm nữa. Đó, thì nơi sinh của anh là thuộc Bondy của Pháp. Chiều cao của anh là hiện tại là 1m83. Đó, cân nặng là 75kg. Cái cân nặng chiều cao này là tính theo chỉ số BMI là 20,49 luôn. Vừa trong cái chuẩn dao động 18,5 đến 24,9, là bạn nào mà chuyên môn về thể thao các bạn biết á, chuẩn dao động trong cái khoảng này là mức cân nặng lý tưởng. Và cầu thủ bóng đá mà được cái mức chỉ số BMI này là chỉ số rất là tốt để mà vận động thi đấu đỉnh cao các bạn. Và hiện tại anh đang thi đấu cho câu lạc bộ hạng 3 Lava, gọi tắt là Lava nha các bạn. Tên đủ của nó là Lava Luis. Đó, thì mùa giải hiện tại là anh ra sân được 15 trận và đã ghi được 10 bàn thắng. Mình cũng xin nói luôn là mùa giải trước 2020 đến 2021 anh thi đấu cho câu lạc bộ là Bastia Bordeaux, thi đấu 32 trận ghi 10 bàn thắng. Và mùa giải trước đó nữa, thì trước khi chuyển nhượng đến Bastia Bordeaux, thì anh thi đấu cho câu lạc bộ Sedan, thi đấu được 21 trận và hiệu suất ghi bàn của anh là 15. Thì nhìn chung 3 mùa giải kết thúc vừa qua thì anh ghi số bàn thắng là từ 10 đến 15 bàn các bạn. Một con số rất là tuyệt vời dành cho một cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng 3 của Pháp. Tuy là mang tiếng giải hạng 3, nhưng các bạn có thể thấy là hệ thống sân vận động, rồi khán đài và cái phong cách thi đấu của các câu lạc bộ ở giải này thì rất là chuyên nghiệp, và cái lối đá của nó họ là mang tính chuyên nghiệp rất là cao. So với mặt bằng chung Việt League thì tự các bạn đưa ra đánh giá của mình, nhưng mình theo khách quan của mình thì lối đá của câu lạc bộ thi đấu ở giải hạng 3 của Pháp là có phần là nhỉnh hơn so với mặt bằng V-League. Và anh cũng là một mẫu tiền đạo mà theo mình là Việt Nam đang cần để thay thế cho Tiến Linh trong trường hợp mà Tiến Linh bị xuống phong độ hoặc là bị theo kèm khá rác các bạn. Thì anh là mẫu cầu thủ là được đánh giá là sở hữu kỹ năng chơi bóng là thông minh, lối chơi là tốc độ, kỹ thuật và dứt điểm lạnh lùng các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn đón theo video clip mình tổng hợp của cầu thủ Geoffrey Dupan. Đó, thì cái phần mà mình tổng hợp lại có thể dính tới bản quyền, nên rất mong các bạn xem cái video clip của mình. Nó hơi không đúng cái chuẩn 1.0 á, các bạn thông cảm. Và nếu các bạn thích hãy ấn like, chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh Định Sadek để đón theo những cái video clip tiếp theo của mình, để mình chia sẻ những cái cầu thủ gốc Việt mà bóng đá Việt Nam mình có hoặc là đã phát hiện ra nhưng mà chưa có liên hệ, vẫn đang ở cái dạng tiềm năng và tiềm tàng. Thế thì rất mong quý vị khán giả ủng hộ kênh mình nhiệt thành nhé. Và bây giờ mình mời các bạn đón theo dõi clip